trong chơi trên phố, em cứ tự tin đáng yêu. Khi tôi mang theo tiếng hát, vui không thể ai sánh bằng. Quanh tôi bao nhiêu những tiếng khen, tôi tự tin ở chính mình. Khi có ai đó không thích tôi, vẫn nhìn tôi đây thôi. Khi có ai đó đứng bên trời, tôi cần chỉ lắng nghe. Khi có ai đó không thích tôi, tôi nở đủ hoa. Quanh tôi bao nhiêu những tiếng khen, tôi tự tin với chính mình. Tôi so hot, I'm so cool, I'm so cool, I'm so lovely, 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 lovely. Điện thoại hay không điện thoại? Anh nghĩ là nên để con nó dùng điện thoại di động em ạ. Không, em nói không là không. Con phải hứa là dùng điện thoại di động nhưng không để ảnh hưởng đến chuyện học hành, rõ chưa? Đừng để mẹ phải nghe cô giáo phàn nàn một lần nữa, rõ chưa? Máy cậu có chức năng chuyển cuộc gọi không? Hay là chuyển hết sang máy Phan Linh đi, đỡ phải nghe. Sướng quá. Thế nào đấy? Hả? Chắc là tổ chức quy mô và hoành tráng lắm anh nhỉ? Ừ, chương trình với số lượng người rất là lớn. Ngoài mấy gian hợp sướng, anh nghĩ trường mình nên cử thêm mấy giọng đơn ca. Ôi thích quá, vừa mới đến mà đã có trò vui. Cần một ca khúc để dành tặng cho hai trường đại học. Anh nghĩ Hồng Mỹ rất là phù hợp. Nhưng theo em thì mình nên chọn ca khúc như thế nào? Vì lần trước, Hồng Mỹ toàn thể hiện những ca khúc bị thầy cô giáo coi là không phù hợp so với lứa tuổi. Anh đang tính cho Hồng Mỹ hát mấy bài nhạc đỏ. Em nghĩ cũng không hẳn. Bây giờ có rất nhiều ca khúc mà các bạn trẻ thích. Nội dung thì trong sáng. Thầy cô chắc không phàn nàn đâu. Anh thử nghe bài Khi Bình Minh Bắt Đầu đi. Bài đấy trên mạng nhiều người nghe lắm. Ừ, được đấy. Anh sẽ nghe thử. Em chủ động liên lạc với Hồng Mỹ trước đi nhá. À mà mai em có rảnh không? Qua phòng tập với anh để mình cùng xem qua kịch bản kế hoạch chương trình, rồi cùng sang bên anh Thuận để bàn thêm về kế hoạch tổ chức. Dạ vâng. Ừ. Ok, ba Lâm nhá. Sao lại là Mai Lâm? Sao em đến sớm thế? Anh hẹn em trưa nay sau buổi tập cơ mà. Điện thoại em hết pin. Nhưng tối qua em đã nhắn trên Yahoo là hẹn anh sáng nay mà. Tối qua mạng nhà anh bị đứt. Vậy thì em nói nhanh thế nhá, vì sắp tới giờ học của em rồi. Em vừa mới nhận được thông báo trường mình sẽ đăng cai chương trình văn nghệ phục vụ cho hiến máu nhân đạo và gây quỹ từ thiện. Anh thấy thế nào? Ơ hay, anh thông báo với em tin này thì tối qua rồi cơ mà. Kịch bản có rồi, hôm nay mình hẹn gặp nhau để bàn lại thêm một lần nữa. Anh thông báo với em bao giờ? Rồi ạ. Trận này thua 3-1 cả. Anh này. Ừ? Này. Sao? Cô công chúa hậu đậu của anh lại để quên bản kiểm điểm ở nhà rồi đây này. Dài. Con nó nhớ mang đến trường mới là chuyện lạ ấy. Không sao. Hay quá nhỉ. 3-1. Không có tin này. Này anh nghe này. Đây là hộp thư thoại của Linh Sinh. Bây giờ đang là giờ học nên tôi tạm thời tắt máy. Hãy để lại lời nhắn sau tiếng bíp. Bíp. Con nó có ý thức đấy chứ. Anh lúc nào chỉ thế thôi. Cậu có thấy Mai Lâm đâu không? Tôi không để ý. Nếu không dám xin chữ ký của bố mẹ thì cũng không cần phải diễn với vở để quên bản kiểm điểm ở nhà như vậy đâu. Tôi nhớ tôi đi vào cặp rồi. Ôi, ở biển đâu mất. Cậu không cần phải cuống lên như thế. Hôm nay không có tiết của cô chủ nhiệm nên không ai thu bản kiểm điểm cậu đâu. E là không thiếu người muốn thu bản kiểm điểm. Thưa cô, có bạn đang cần gặp cô đấy ạ. Em chào cô. Có chuyện gì thế? Em cứ như là cô Mận ngủ giữa rừng mơ ấy. Rõ ràng tối qua em còn đề xuất với anh bài Như Bình Minh Bắt Đầu để làm bài chủ đạo để tặng trường khác còn gì nữa. Hay là dạo này bài vở nhiều quá, em máu trộn lên não rồi. Bài nào cơ? Bình Minh nào bắt đầu? Thì tối qua em chẳng đề xuất bài đấy cho Hồng Mỹ lớp em hát còn gì. Tôi chết rồi. Cái điện thoại. Là sao? Tớ xin thông báo,
Hồng Mỹ của chúng ta sẽ là ca sĩ chính trong chương trình lần này. Cậu đừng để cho cả lớp thất vọng đấy nhá. Tất nhiên rồi. Xin lỗi cậu vì vụ nhầm máy ngày hôm qua nhé. Tớ đã chuyển tất cả các cuộc gọi sang máy của cậu mà không báo trước. Ôi, hóa ra là vậy. Thế làm tớ nghĩ mãi mới chẳng ra. À, mà hot boy của chúng ta vừa mới hỏi về. Nắng mai vừa ngàn lối, sớm mai em về qua. Đã bảo ăn kem mít thôi mà không nghe. Không sao, trục trặc kỹ thuật tí mà. Sư phụ bố đi vắng nên anh, à cả sư phụ mẹ nữa, muốn em nấu cơm. Em đang tập hát mà. Em tập hát á? Em tập hát làm cái gì? Em có tập hát sau này cũng chỉ làm người yêu của trai em rối lồi thôi. Anh này, có chàng hoàng tử nào lại mê một cô gái chỉ vì giọng hát của cô ấy không nhở? Cô mới ngã từ trên cây cao xuống hả cô Tấm?